Và lúc đấy tôi đã thất bại vào năm 2014. Thì tôi bị nợ gần 700 triệu. Từ hai bàn tay trắng bước ra Hà Nội và bị nợ gần 700 triệu. Sau đó thì vào đầu năm 2015 thì tôi có mở một cái trung tâm tiếng Anh. Chúng tôi đã từng kiếm rất nhiều tiền. Và tôi đã kiếm được, có những tháng doanh thu của chúng tôi đã gần 1 tỷ đồng trong một tháng. Một trung tâm tiếng Anh mới mở một vài tháng doanh thu 1 tỷ là điều cực kỳ kinh khủng nếu như bạn biết về trung tâm tiếng Anh. Sau đó tôi đã trả hết cái số nợ mà tôi làm thời trang. Và sau khi mà tôi trả hết nợ thời trang thì cái trung tâm tiếng Anh đấy tôi không còn đam mê, tôi không đam mê tiếng Anh, tôi không duy trì nó nữa và nó bị phá sản. Và khi nó bị phá sản thì chúng tôi phải trả nợ, trả lại tiền những học viên đang học dở. Và tôi đã bị nợ cái số tiền gần 500 triệu đồng. Có hàng trăm người học viên chúng tôi phải trả lại tiền. Và từ cuối 2014 cho đến đầu 2015, cho đến giữa 2015 thì tôi bị nợ khoảng 1 tỷ 200 triệu đồng, 1 tỷ 200 triệu. Vào năm đấy tôi đang 21 tuổi. Và sau đó thì vào giữa năm 2016 thì có một cái vấn đề xảy ra trong công ty của tôi và nó làm tôi cũng bị ngốn mất cái số tiền gần 500 triệu. Và chỉ trong khoảng 1.5 năm vừa rồi tôi bị nợ số tiền khoảng 1 tỷ 7 đến 1 tỷ 8 gì đấy, tôi không nhớ rõ, nhưng nó rơi vào tầm khoảng đấy. Hãy nghe kỹ điều này các bạn ạ. Cuộc đời không như mà chúng ta nghĩ. Bao nhiêu bạn ấy muốn thành công, giơ lên. Đúng rồi. Và để thành công các bạn phải làm việc khổ như trâu như chó. Đấy là sự thật. Có một ai đó ở ngoài kia họ nói bạn đó là gì ạ? Thành công có thể học được, chính xác, thành công có thể học được. Và họ nói rằng là thành công rất dễ dàng. Tôi không biết họ làm như thế nào để được dễ. Nhưng tôi chỉ biết rằng hầu hết mọi thằng thành công mà tôi từng gặp, những người mà tôi từng học, những người mà tôi từng được đọc với họ, thì họ đều đã từ khổ như chó luôn. Các bạn đồng ý điều này, giơ lên. Các bạn biết Steve Jobs không ạ? Nó khổ không? À quên, ông ấy khổ không? Rất khổ. Bill Gates cũng rất khổ. Các bạn tìm hiểu điều của đời Bill Gates, các bạn thấy ông rất khổ. Elon Musk là một thằng rất là khổ. Đây là một thần tượng của tôi. Elon Musk cũng thường mặc áo xám, mà tôi mặc áo xám giống Elon Musk và Mark Zuckerberg. Và sau đó thì tôi trả hết cái số nợ đấy. Đến bây giờ tôi đã không còn nợ bất kỳ ai nữa rồi. Và đến bây giờ thì tôi đã có cho mình một vài công ty riêng. Tôi vẫn 22 tuổi. Bạn bè của tôi họ hầu như là những cái người mà học cùng cấp 3 với tôi thì đang chưa có việc để làm. Và họ đang, những người có việc thì họ đang có mức lương hầu hết đôi dưới 5 triệu. Trong cái hiện tại các bạn biết không ạ, bao số bạn ở đây đã từng mua một cái gì đó từ Fly Việt Nam? Đúng rồi, một vài người. Cái thu nhập hiện tại của tôi một tháng có thể bằng thu nhập của họ làm trong 10 năm nếu như họ vẫn cứ tiếp tục không chịu thay đổi cái cuộc sống mình. Không phải bởi vì tôi giỏi hơn họ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình giỏi hơn bất kỳ ai. Nhưng tôi đã lựa chọn sống một cuộc sống khác họ. Họ không hề ngu, họ không hề ngu một tí nào. Thằng bạn của tôi nó học rất giỏi. Và bây giờ nó vẫn đang xin tiền bố mẹ của nó để học lên cao học. Và tôi hỏi với nó, sau khi học lên cao học mày làm gì? Thì tao sẽ có thạc sĩ. Thì mày có ý định gì trong tương lai không? Tao sẽ học lên tiến sĩ. Có nhiều người như vậy không ạ? Và sau khi tôi hỏi ra thì tôi mới biết đó là cậu ta học ngành. Cậu ta học một cái ngành mà cái ngành này ở Việt Nam nó không dễ xin việc. Và bởi vì cậu ta không xin được việc, trong 6 tháng đi xin việc cậu ta không xin được việc. Nên cậu ta quyết định học tiếp bởi vì cậu ta nghĩ rằng cứ học càng giỏi, càng cao thì sẽ có việc càng dễ. Và các bạn thấy rằng có những người tiến sĩ lương chỉ có 3 triệu. Đúng rồi, tôi có quen một vài tiến sĩ giống như vậy. Và tôi quyết định không lựa chọn một sống nhiều như vậy. Tại sao tôi lại quyết định khởi nghiệp? Bởi vì vào năm mà tôi 15 tuổi. Những người hàng xóm của tôi họ sinh năm 89 và 90, họ đi học xa về. Và tôi phát hiện ra tại cái điểm học, họ đi bằng xe buýt để đi học. Sau 4 năm sau, họ vẫn tiếp tục đi bằng xe buýt để đi học. Sau đó, 5 năm sau tôi phát hiện ra, những người này, họ chưa cho bố mẹ của họ được một đồng nào cả. Nhưng họ đã xin bố mẹ của mình. Có một anh hàng xóm nhà tôi, anh xin bố mẹ của anh ta 300 triệu để xin việc. Anh đã học đại học trong vòng 5 năm, học trường đại học Bách Khoa 5 năm. Anh ta tiêu tốn của bố mẹ mình gần 300 triệu mà không xin được việc. Xin tiếp 300 triệu nữa để đi xin việc. Và tôi nói với anh ta rằng, tôi mới gặp anh ấy cách đây khoảng vài tháng, tôi nói với anh ấy rằng cái 300 triệu đấy nó sẽ giúp anh có một công việc, nhưng nó không giữ anh ở lại vị trí đấy được. Nó chỉ giúp anh có được điều đấy thôi. Nếu như anh muốn đứng ở đấy, anh phải dựa vào năng lực của mình thôi. Tóm lại cuối cùng, ông muốn kiếm tiền thì ông phải có năng lực. Ông không có năng lực, ông xin vào 300 triệu, một năm sau kiểu gì ông sẽ bị đuổi.
và ông mất 300 triệu đấy của bố mẹ ông. Thế bây giờ anh ấy bỏ việc, anh lại đi khởi nghiệp rồi. Nếu như anh thành công thì tôi, nhưng nếu như anh thất bại sẽ chửi tôi, thì mày xui tao. Những cái hay ở đây đó là gì? Anh ta cưới vợ vào năm ngoái, và sau khi cưới vợ các bạn biết là gì không ạ? Anh ấy mở 2 lần đám cưới. Mình là người Nghệ An mà, thì mình đám cưới phải có một phát ở quê, một phát nữa ở Hà Nội. Phát ở Hà Nội là chiêu đãi bạn bè, phát ở quê là chiêu đãi hàng xóm, đúng nhỉ? Và mỗi một phát như vậy, ở quê thì làm cái đám cưới hết tầm 150 triệu. Các bạn nghĩ 150 triệu đấy là ai trả? Bố mẹ của anh ta trả. Anh ta đã tiêu hết 600 triệu, và 150 triệu là bố mẹ của anh ta trả. Và sau đó thì anh ta tổ chức một cái đám cưới rất là linh đình ở Hà Nội. Tổ chức đám cưới ở Hà Nội hết bao tiền? 200 triệu. Không bao giờ tổ chức được một cái đám cưới ở Hà Nội. Anh tổ chức một đám cưới rẻ, rất là bèo bọt, nhưng anh ta đã gần 300 triệu. Tức là anh này anh đã tiêu hết khoảng tầm 1 tỷ 050 triệu của bố mẹ mình trong vòng 8 năm. Và tôi nói với anh ấy rằng bố mẹ anh rất giàu, nhà em nghèo, không có được điều đấy. Và ở nhà cho nên bây giờ em có được cái kết quả nó khác anh, bởi vì em đã lựa chọn sống một cuộc sống khác. Bởi vì nhà tôi rất là nghèo, cho nên tôi không muốn xin tiền của mẹ tôi, vì mẹ tôi rất là khổ. Tôi sinh ra thì tôi không có bố, tôi chỉ ở với mẹ của tôi thôi. Bố mẹ tôi sống ly thân từ lúc mà tôi còn chưa lọt lòng, và tôi sống ở nhà chỉ với mẹ của mình. Tôi có một ngày mà tôi ngồi trong phòng của mình và tôi ngồi khóc như mưa. Tôi rất là thương mẹ của mình. Và chính là cái ngày năm tôi lớp 9 đấy, cũng là cái thời điểm mà tôi đã học xong dạy con làm giàu. Tôi quyết định mình sẽ không ở dựa dẫm vào mẹ mình nữa, mình phải làm cho mẹ của mình tự hào. Và tôi bắt đầu không xin tiền mẹ tôi kể từ thời điểm đấy. Và các bạn biết không ạ, vào cái lúc mà tôi quyết định không xin tiền mẹ tôi, thì có một cái điều nó ám ảnh chặt trong đầu của tôi. Và tôi đã chia sẻ câu nói này với rất là nhiều người: hãy thành công nhanh hơn tốc độ già đi của mẹ bạn. Một người thầy của tôi vào năm 2013, ông nói với tôi như này: Bạch, con không biết rằng là đến lúc nào Thượng Đế sẽ đến và mang mẹ của con đi đâu. Nếu như bây giờ con không lựa chọn sống một cuộc sống khác thì sẽ chẳng có bất kỳ điều gì xảy ra cả. Và đến một ngày nào đó con sẽ hối hận bởi vì những việc con đã không làm thay vì những việc con đã làm. Mẹ tôi đã dành 40 năm cuộc đời hy sinh mọi thứ vì tôi, và đến lúc tôi phải cho mẹ tôi tận hưởng lại cuộc sống. Và có ai đó hỏi nói với tôi rằng là những cái thứ mà anh có được là tuyệt vời. Đấy không phải những thứ mà tôi có được. Những thứ mà tôi có ngày hôm nay, mọi thứ đều do bố mẹ tôi mang lại. Và các bạn cũng giống như vậy. Nếu như các bạn không làm cho bố mẹ mình tự hào ngay từ bây giờ, có thể thôi, đến một ngày nào đó Thượng Đế đến và cướp đi bố mẹ chúng ta ở trong tay, thì sẽ hối hận vì chúng ta đã không hành động sớm hơn, không tự lập sớm hơn, và không cho bố mẹ mình tận hưởng cuộc sống của mình sớm hơn.